dung vào gành đá. Từ bao đời nay, biển đảo quê hương đã là một phần máu thịt không thể tách rời trong trái tim của mỗi người dân đất Việt. Biển đảo chính là một món quà vô giá mà thiên nhiên ưu đãi đã ban tặng chúng ta. Trên vùng mênh mông đại dương bao la, nơi cột mốc chủ quyền sừng sững như chứng nhân của lịch sử đầy máu và hoa, luôn có những con người vẫn ngày đêm canh giữ cho quê hương giấc ngủ bình yên. Nơi đời sóng ngọn gió luôn có lá cờ tổ quốc tung bay, đó là nơi trái tim đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ của đông đảo các thế hệ người con Việt Nam hướng về với lòng thành kính, yêu thương và biết ơn vô hạn. Đây là quê hương Việt Nam. Hoàn thành lớp nhiệm vụ của mình, các chú ở nhà người giữ gìn sức khỏe ạ.